Bắt đầu từ ngày 8 tháng 4, các lô tín phiếu đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước phát hành trong đợt phát hành tháng 3 vừa qua sẽ bắt đầu đáo hạn. Trong đợt phát hành hồi tháng 3, sau 19 phiên chào thầu, Ngân hàng Nhà nước đã phát hành thành công gần 172.500 tỷ đồng tín phiếu có kỳ hạn 28 ngày. Từ ngày 8 tháng 4, lô tín phiếu này sẽ lần lượt đáo hạn. Trong đó, lô tín phiếu đầu tiên phát hành vào phiên ngày 11 tháng 3 với quy mô gần 15.000 tỷ đồng đã vừa được đáo hạn, tương ứng với số tiền được nhà điều hành bơm trả hệ thống ngân hàng. Với việc các lô tín phiếu đầu tiên bắt đầu đáo hạn và vấn đề tỷ giá vẫn còn khá căng thẳng, theo chứng khoán Vietcombank, trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ sử dụng linh hoạt công cụ mua kỳ hạn OMO và tín phiếu trên thị trường mở. Mua kỳ hạn có thể sẽ được sử dụng nhằm đáp ứng thanh khoản ngắn hạn và vẫn sẽ mang tính định hướng, truyền tải thông điệp điều hành chính sách tiền tệ. Đồng thời, tín phiếu vẫn sẽ được phối hợp sử dụng, đặc biệt khi khối lượng gọi thầu trước đó sẽ dần đáo hạn vào tuần thứ hai của tháng 4. Từ mức tăng trưởng âm trong tháng 2, tăng trưởng tín dụng của toàn nền kinh tế đã có sự cải thiện tích cực trong tháng 3. Dự báo tốc độ bơm vốn ra nền kinh tế sẽ còn tăng trưởng lạc quan hơn nữa trong quý 2 trên nền lãi suất thấp và thanh khoản dồi dào của toàn hệ thống ngân hàng. Bên cạnh mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đến cuối tháng 3 đạt 0,61%, thì rất nhiều ngân hàng cổ phần có mức tăng khá cao so với bình quân toàn ngành, như tại ACB là 3,7%, OCB là 4,6%, Techcombank từ 3-4% trong 2 tháng đầu năm. Vốn giá rẻ là lợi thế thời điểm hiện tại. Hiện các ngân hàng đang cho vay khách hàng doanh nghiệp với lãi suất bình quân từ 4-6% một năm, khách hàng cá nhân từ 6-8% một năm và nhiều ưu đãi như cố định lãi suất từ 1-2 năm đầu hay miễn lãi tháng đầu tiên. Với mức lãi suất thấp, thanh khoản dồi dào, các ngân hàng mong muốn cho vay. Các chuyên gia nhận định dự báo tốc độ bơm vốn ra nền kinh tế sẽ còn tăng trưởng lạc quan hơn nữa trong quý 2. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ margin quý 2 năm 2024. Danh sách này tăng thêm 70 cổ phiếu so với quý trước. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ margin quý 2 năm 2024 với 69 mã cổ phiếu, trong đó có một số cái tên đáng chú ý như AMV, APS, NRC, TAR, LDP, HTP. Trong một động thái tương tự, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE vừa bổ sung cổ phiếu VNE vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ margin do cổ phiếu trong diện kiểm soát. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn thị trường có tổng cộng 154 mã cổ phiếu đang niêm yết trên HOSE và HNX không được cấp margin. Ngoài ra, theo quy định, toàn bộ cổ phiếu đang giao dịch trên sàn Upcom cũng không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội của nhóm công ty tài chính có dư nợ trái phiếu cho thấy kết quả kinh doanh không mấy thuận lợi trong năm 2023. Báo cáo của các công ty tài chính cho thấy mảng vay tiêu dùng khó khăn khiến khoản lợi nhuận nghìn tỷ tại nhiều đơn vị bị bào mòn. Lợi nhuận của nhiều đơn vị giảm từ 50-70% so với năm 2022. Số khác báo lỗ vài trăm tới cả nghìn tỷ đồng trong năm 2023 do nợ xấu và khó đòi tăng. Theo FinGroup, mảng tài chính tiêu dùng kết thúc một năm kinh doanh năm 2023 đầy thử thách. Dư nợ cho vay của các ngân hàng và công ty tài chính tăng 11,3% so với năm 2022, bằng một nửa so với một năm trước đó. Trong đó, dư nợ tăng của phân khúc này chủ yếu đến từ các ngân hàng. Ước tính năm 2023, quy mô dư nợ của các công ty tài chính giảm hơn 9% so với cùng kỳ. Khó mở rộng cho vay cùng với các điều kiện tín dụng bất lợi gồm nhu cầu giảm, tỷ lệ nợ quá hạn tăng và hoạt động cho vay bị thắt chặt là những lý do khiến lợi nhuận các công ty tài chính bị ảnh hưởng mạnh. Chỉ số niềm tin kinh doanh BCI khảo sát hơn 1.400 thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khác nhau vừa được công bố cho thấy niềm tin ngày càng tăng trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu của Việt Nam. Quý 1 năm nay, BCI đạt 52,8 điểm, mức cao nhất 2 năm qua. Sau chuỗi năm quý liên tiếp kết quả dưới mốc 50, vùng thể hiện niềm tin suy giảm, quý 1 vừa qua chỉ số niềm tin kinh doanh BCI của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đã tăng lên mức 52,8 điểm. Mốc trên 50 điểm của quý 1 phản ánh tâm lý lạc quan của doanh nghiệp châu Âu về kinh tế Việt Nam cả trong ngắn hạn và dài hạn. Khoảng 33% doanh nghiệp cảm thấy lạc quan về triển vọng quý 2. Hơn một nửa số người được hỏi dự đoán số lượng đơn đặt hàng và doanh thu sẽ cao hơn trong quý 1. 40% doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng lực lượng lao động. Về dài hạn, sự lạc quan này càng được củng cố. 71% doanh nghiệp cảm thấy tích cực về triển vọng dài hạn của họ tại Việt Nam trong 5 năm tới. Kết quả BCI cũng ghi nhận 54% doanh nghiệp châu Âu được khảo sát cho biết nhiều khả năng sẽ giới thiệu Việt Nam cho các doanh nghiệp nước ngoài khác. Điều này nhấn mạnh sức hấp dẫn ngày càng tăng của Việt Nam đối với các nhà đầu tư. Thông tin được nghỉ 5 ngày liên tục trong dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 thu hút sự quan tâm của người lao động. Nhiều người bắt đầu tìm kiếm vé máy bay cho kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, giá vé máy bay dịp lễ 30 tháng 4 này đang cao chót vót, nhất là trên các chặng đường bay du lịch, khiến nhiều người phải tính toán lại về kế hoạch dịp nghỉ lễ sắp tới.
Đối với chặng bay với tần suất khai thác chuyến bay nhiều nhất là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, giá vé máy bay dịp lễ này khảo sát ở thời điểm hiện tại giá cũng rất cao. Vietjet bán giá khứ hồi chặng này từ 3,8 triệu đồng, Vietravel Airlines, Bamboo giá từ 4 triệu đồng, Vietnam Airlines 5 triệu đồng. Chặng thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, chiều đi ngày 27 tháng 4, chiều về ngày mùng 1 tháng 5 có giá vé máy bay khứ hồi mềm nhất từ 4,2 triệu đồng đến 5 triệu đồng tùy hãng và khung giờ bay. Chặng thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc giá vé khứ hồi thấp nhất từ khoảng 3,4 đến 4 triệu đồng tùy hãng và khung giờ bay. Website của nhiều hãng cũng hiển thị số chỗ không còn nhiều, thậm chí một số khung giờ chỉ còn vài chỗ. Thậm chí chặng bay giữa Hà Nội đi Phú Quốc, giá vé khứ hồi của Vietjet từ khoảng 6,5 triệu đồng. Ở chặng này, Vietnam Airlines không còn vé hạng phổ thông linh hoạt, giá vé hạng thương xa lên tới 13 triệu đồng một lượt và 26 triệu đồng có vé khứ hồi, nhưng số chỗ cũng không còn nhiều. Quý 1 năm nay, có 62 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, trong đó Singapore là quốc gia đầu tư lớn nhất vào Việt Nam. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong 62 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2024, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 2,55 tỷ đô la, chiếm 41,3% tổng vốn đầu tư, tăng 51,3% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, nếu so với số vốn các nền kinh tế khác, tổng số vốn FDI mà các nhà đầu tư Singapore đã rót vào Việt Nam cao gấp 2 lần tổng số vốn 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đầu tư vào Việt Nam trong quý 1 năm 2024. Đầu tư của Singapore vào Việt Nam chủ yếu là đầu tư mới, chiếm khoảng 89,5% tổng vốn đầu tư của quốc gia này vào Việt Nam trong 3 tháng đầu năm. Tập đoàn Điện lực EVN đang báo cáo Bộ Công Thương để sớm thí điểm các cơ chế giá điện hai thành phần trong năm nay trước khi triển khai diện rộng từ năm 2025. Thực hiện yêu cầu hồi đầu năm của Bộ Công Thương về việc xây dựng cơ chế giá điện hai thành phần gồm giá công suất và điện năng, đồng thời đề xuất lộ trình những khách hàng áp dụng cơ chế bán điện này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đang báo cáo Bộ Công Thương để sớm thí điểm các cơ chế giá điện hai thành phần trong năm nay trước khi triển khai diện rộng từ năm 2025. Với giá điện hai thành phần, ngoài việc tính theo điện năng tiêu thụ, sẽ bổ sung thêm giá theo công suất. Đây là khoản sẽ bù đắp cho chi phí cố định, khấu hao, nhân công, sửa chữa, chứ không chỉ bù đắp chi phí biến đổi như tiền mua nhiên liệu, vật tư cho nhà máy phát điện, như giá điện một thành phần đang áp dụng hiện nay. Nhịp sống kinh tế phát sóng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.